ơi, chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi nè nha anh em. Anh em xem clip thấy hay bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp em nha. Chúc anh em có ngày mới vui vẻ nha, làm ăn thành công trong cuộc sống nha. Chúc các anh em đồng nghiệp săn bắt cái chúng mình lớn nha. Sáng em chạy ngang em cũng cắt được hai ổ này nha anh em. Mà sát nhà quá em không có quay cho anh em coi được nha. Anh em xem clip thông cảm cho em nha. Giờ mình đi vòng vòng khu này nha anh em. Anh chúc có ông mà quay cho anh em coi nha. Trên bụi tre này ngổ này nha anh em. Giờ mình leo lên bắt xuống quay cho anh em coi nha. Cũng nhỏ anh em. Cắt xuống nha anh em, mặt cũng đẹp lại nha. Gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Nói chung giờ quá dài nha anh em. Lên liền ngổ nữa nha anh em. Đây nha anh em, em cắt ra quay cho anh em coi nha. Ơi gì cắt ra nha anh em, mọc đẹp lắm nha anh em. Không có kèo gác luôn nha anh em. Giờ mình vô bột nha. Vậy cũng còn ok lắm nha anh em. Chúc gặp nó quay cho anh em coi tiếp nha. Ngấu nữa nha anh em. Ngổ nữa nha anh em. Nha anh em. Nó cắt xuống quay cho anh em coi nha. Cắt xuống nha anh em. Ủa, đã lắm nha. Gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Ngon nữa nha nè. Cắt xuống nha anh em. Cũng được nha. Gặp nó quay cho anh em coi tiếp nha. Ngổ nữa nha anh em. Tổng đại nha. Ngọt quá đã luôn nha anh em.
Cắt rau quỳ cho anh em coi nha. Cắt này nha anh em. Một đẹp lắm nha anh em. Tròn tròn nha anh em. Hơi bước chân tí nha. Bước ké. Chút gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Cái gì vàng trắng quá. Mới cắt ổ, giờ cắt thêm ổ nhỏ nữa nha anh em. Còn một đá lắm nha. Nó tròn luôn. Gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Trên cây có ổ rồi nha anh em. Giờ mình leo lên mình bắt xuống quay cho anh em coi nha. Cắt xuống nha anh em. Một đẹp quá nha. Nhà cái vỏ mình chi tiết có quay cho anh em coi tiếp nha. Chạm đèn ổ nữa nha anh em. Mình leo lên mình bắt rồi xuống quay cho anh em coi nha. Mới cắt xuống nha anh em, bộ mặt đẹp lắm nha anh em. Cắn mày nha anh em. Hãy chút nữa gặp ông nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Lại một cây hai ổ nữa nha anh em. Mũi nhánh ra hai ổ luôn nha. Ổ nhỏ ổ lớn nha. Mặt thì đẹp lắm nha anh em. Hãy gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Một đàn ổ nữa nha anh em. Nhầm leo lên bắt nhanh xuống quay cho anh em coi nha. Mặt khúc nha anh em. Hay xin mấy á. Mình ráp vô mình đi. Có nó quay cho anh em coi tiếp nha. Nè nha anh em. Mình leo lên mình bắt thằng xuống quay cho anh em coi nha. Thằng khủng nữa nha anh em. Hai ổ bằng nhau luôn nha. Bằng mặt rung luôn nha anh em. Vẻ rung luôn. Rồi, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Hẹn anh em clip sau gặp lại nha. Anh em xem clip thấy hay bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp em nha. Để em có thêm động lực để làm video hay tiếp theo nha. Chào anh em nha.